Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến. Đạo Pháp Âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Bản chất của vô ngã, tức kinh Na Tiên Đàm Đạo, do thầy Nhật Từ giảng tại chùa An Phú ngày 11 tháng 11 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, theo chương trình của khóa Phật học 2 năm được tổ chức tại chùa An Phú thì bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ có dịp khảo cứu và triển khai phương diện ứng dụng của kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Thì toàn bộ cái vấn đề chính ở trong kinh Na Tiên Đàm Đạo này nó đi theo cái trục xoay, một bên là đặt câu hỏi và một bên trả lời. Và chúng ta thấy là người đặt câu hỏi đó đặt rất triết lý, người trả lời cũng rất là minh triết, mà tháo gỡ được hết tất cả những vấn nạn thay thế cho tất cả con người ở mọi thời đại khác nhau. Giờ lúc mình thấy là những cái vấn nạn, những thắc mắc của mình đó, mình không biết hỏi ai. Thì trong bản kinh này đó, nếu quý vị có dịp đọc vào bản dịch từ tiếng Bali đó, khoảng trên dưới 600 trang, chúng ta thấy là những gì chúng ta muốn hỏi nó có nằm đây hết. Còn bản dịch chữ Hán được chúng tôi sử dụng, nó là một cái bản tóm tắt thôi. Chúng tôi rút lại từ 200 trang còn lại trên dưới 50 trang, xoáy vào những trọng tâm học thuyết quan trọng của Đức Phật. Do đó trong 7 buổi đó, chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu về 7 vấn đề chính. Thứ nhất là vấn đề vô ngã. Thứ hai là bản chất của thức và hành vi ở trong tiến trình tái sanh của con người. Thứ ba là bản chất của thời gian. Thứ tư là bản chất của nhân duyên. Thứ năm, bản chất của sự tái sanh. Thứ sáu, luân hồi và giải thoát. Và cuối cùng là bản chất của Niết Bàn. Đây là 7 vấn đề rất mấu chốt, chứa đựng ở trong 2 truyền thống kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa. Trước khi đi vào bản kinh á, quý vị nên lưu tâm một điểm là trong truyền thống kinh tạng Pali, tác phẩm này là tác phẩm duy nhất do một vị cao tăng giảng dạy lại được nâng lên ngang tầm với kinh điển của Phật nói. Chứ thường các tác phẩm do các vị cao tăng biên soạn hoặc là giảng thuyết đó, chỉ được gọi là luận thôi. Các vị Bồ Tát lỗi lạc cũng chỉ được gọi là một vị luận sư. Những tác phẩm của các vị Bồ Tát được gọi là một luận phẩm. Trong khi đó, Phật giáo Nam Tông theo văn hệ Pali đã nâng tác phẩm này lên thành kinh điển vì tầm quan trọng và những lý giải ở trong cuộc đối thoại đàm đạo triết lý giữa Phật, xin lỗi, giữa nhà vua và nhà sư Na Tiên đó, giống như là các thức Đức Phật triển khai và giảng dạy cho đồ chúng của Ngài trong lúc Ngài còn tại thế. Cho nên vì tầm quan trọng nó mà nó được gọi là kinh. Nó được quan niệm một cách tương đồng với một cái bản văn rất quan trọng trong truyền thống của Trung Hoa, đó là kinh Pháp Bảo Đàn. Thì đây cũng là một cái tác phẩm duy nhất của các vị cao tăng Trung Quốc được nâng lên ngang tầm với Phật nói. Thay vì nói là luận Pháp Bảo Đàn thì ta gọi là kinh Pháp Bảo Đàn. Thì hai tác phẩm này có hai phong cách khác nhau. Nếu như trong Pháp Bảo Đàn đó,
phương pháp luận là dựa trên triết học buông xả, tháo gỡ hết tất cả mọi chấp trước của con người, dựa lên trên tinh thần vô niệm, vô tướng, vô trụ, để giúp cho hành giả được an lạc thảnh thơi. Thì ngược lại, ở trong bản kinh Na Tiên, cái phương pháp luận bắt đầu bằng một cuộc đối thoại liên hệ đến những vấn đề mà con người trong mọi thời đại đều quan tâm và thắc mắc. Như chúng tôi vừa liệt ra 7 vấn đề mấu chốt đó, thì giá trị phân tích của cuộc đối thoại này quá cao, cho nên được gọi là kinh. Và đây là cái điểm quan trọng để chúng ta thấy là cái giá trị đóng góp của nhà sư Na Tiên rất lớn. Về tác phẩm bản kinh này đó, nếu quý vị có nhu cầu thì chúng tôi sẽ gửi mỗi người một bản kinh tụng hàng ngày, và nó nằm vị trí thứ 21 ở trong 49 bài kinh. Đây là một tài liệu tham khảo rất cần thiết cho quý Phật tử theo học bài kinh này. Để hỗ trợ nữa thì chúng tôi đã có nhờ các nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, Ngân Huệ, Bích Phượng, Hoàng Tuấn và Thiện Nghĩa đã đọc xong bản kinh này rồi. Tuần sau thì chúng tôi sẽ gửi tặng cho mỗi vị một đĩa CD âm thanh về bản kinh này. Nếu ai bận rộn không có thời giờ đọc đó, quý vị có thể vừa làm công việc trong gia đình vừa nghe. Và khi nghe như vậy, chúng ta sẽ thấy là từ câu, từ chữ, từ cách lý luận, dẫn chứng, phân tích đó, giúp cho chúng ta làm sáng tỏ vấn đề rất lớn. Cho nên sự hỗ trợ đó sẽ giúp cho người học đó có thể học một cách có chiều sâu hơn. Thông thường khi chúng tôi triển khai một bản kinh, chúng tôi sẽ không đi theo cái công thức truyền thống, nghĩa là không đọc từng câu từng chữ rồi phân tích, mà dựa vào chủ đề chính của từng nội dung căn bản ở trong tác phẩm để gửi đến tất cả chúng ta, và thông qua đó đó triển khai phân tích phương diện ứng dụng. Đây là cái cách thức mà chúng ta cần thiết ở trong cuộc đời, vì là một tác phẩm mang tính triết học rất cao siêu. Do đó nếu chúng ta chỉ đơn thuần phân tích về phương diện triết học không đó, chúng ta sẽ thấy nó không có gần gũi với cuộc sống đời thường của mình. Cho nên cái phần phân tích triết lý sẽ được kéo theo sau là phần phân tích ứng dụng. Và cái mảng thứ hai này đó chính là nhu cầu cần thiết, hay nói cách khác đó là chúng ta tìm thấy được giá trị đạo đức học trong triết học Phật giáo. Là nêu triết học như là một tiền đề quan trọng để từ đó nó giải quyết các vấn nạn liên hệ đến đời sống đạo đức. Thì chúng ta sẽ học bản kinh này theo tinh thần vừa nêu. Thì trước nhất chúng ta sẽ đi vào chủ đề quan trọng nhất của bản kinh, đó là bản chất của vô ngã. Học thuyết vô ngã là một học thuyết triết lý rất cao siêu được Đức Phật khám phá và phát minh sau khi Ngài giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Học thuyết này đi ngược hoàn toàn với các học thuyết có trước đó của truyền thống kinh điển Vệ Đà và tất cả các trường phái triết học có trước và cùng thời với Đức Phật Thích Ca. Cũng có thể nói là trong tất cả các triều lưu triết học Đông Tây Kim Cổ đó, học thuyết vô ngã là học thuyết duy nhất đã phân tích tính tổ hợp của mọi sự vật hiện tượng trên cuộc đời này. Trong đó có con người, tư tưởng và mọi sự mọi vật đều không có một thực thể thường hằng và bất biến. Mục đích và giá trị đạo đức của việc giới thiệu học thuyết vô ngã đó, chúng ta sẽ được học trong lúc phân tích về bài kinh này. Do đó là chúng tôi sẽ triển khai dưới góc độ ứng dụng, và rất mong quý vị cứ ghi chép được gì thì cứ ghi chép, chứ không có bản để chúng ta đọc từng câu để chép bài, mà cũng không có việc là ghi lên bản để hỗ trợ, mà chỉ phân tích. Do đó quý vị phải chịu khó về đọc trước bản kinh, hoặc là
quý vị nghe trước bài kinh. Thì nhờ đó vào trong lớp đó, chúng ta sẽ dễ dàng theo kịp được bài học. Bản chất của học thuyết vô ngã là trọng tâm của triết lý Phật giáo. Sở dĩ gọi là trọng tâm đó, vì nó đã phá thủng được tất cả các mệnh đề triết học của Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo cho rằng có một nguyên nhân khởi thủy, là nguyên nhân đầu tiên tạo ra sơn hà vạn vật, trong đó có con người. Nguyên nhân đầu tiên đó được mệnh danh là Phạm Thiên, nói theo ngôn ngữ dân gian của Việt Nam là ông Thượng Đế. Các tôn giáo nhất thần và hữu thần nói chung đều cho rằng Thượng Đế là người sáng tạo ra muôn vật, con người chỉ là một Phật thủ tạo. Nhà cửa, đất đai, vạn vật, mọi sự vật, mọi sự việc, thậm chí đến hạnh phúc và khổ đau, những diễn biến ở trong cuộc đời của từng con người diễn ra như thế nào đều được xem là một định mệnh dưới sự sắp đặt thưa nhưng không lọt của ông Thượng Đế. Các trường phái triết học của phương Tây cổ đại đi ngược lại truyền thống Bà La Môn ở chỗ đó, họ truy nguyên cái gốc rễ của vũ trụ vào một trong các nguyên lý, hoặc là đất, hoặc là nước, hoặc là gió, hoặc là lửa. Triết học duy vật biện chứng của thời hiện đại quy kết nguồn gốc của vũ trụ vào vật chất. Trong khi đó các trường phái triết học trước đây đó lại quy kết nó vào tâm. Nhà Phật cho rằng tất cả mọi học thuyết truy nguyên nguồn gốc khởi thủy của vũ trụ vào một nhân tố nào hay là một cái tính đầu tiên nào đó đều rơi vào sự sai lầm. Và Đạo Phật đã giới thiệu một học thuyết mới mang tên là duyên khởi, tức là tất cả mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người trên cuộc đời này, nương tựa vào nhau hình thành, phát triển, tồn tại, thay đổi, biến diệt và tạo thành một cái mới với một tiến trình gồm 4 bước như vừa nêu. Cho nên nó rất là gần với học thuyết của khoa học ở chỗ là vật chất không tự sinh ra, không tự mất đi, hay là tất cả mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, không tự mất đi, mà chỉ chuyển đổi từ cấu hình này, dạng thức này sang cấu hình và dạng thức khác thôi, tùy theo điều kiện, môi trường, hoàn cảnh. Như vậy học thuyết vô ngã là một trong những triết học quan trọng của nhà Phật để phá vỡ những quan điểm cho rằng là có một đấng sáng tạo đã hình thành ra con người. Vì người ta đã mệnh danh đấng sáng tạo là nguyên nhân đầu tiên tạo ra mọi nguyên nhân, nhưng lại không được tạo ra từ bất kỳ một nguyên nhân nào. Nếu chúng ta chịu khó đặt câu hỏi Thượng Đế là đấng sáng tạo thì ai tạo ra Thượng Đế, thì lúc đó đó các nhà triết học Bà La Môn giáo sẽ lý giải rằng vì Thượng Đế là nguyên nhân khởi thủy cho nên không có ai tạo ra Thượng Đế. Tất cả các cách đặt vấn đề về ai tạo ra Thượng Đế đều sai lầm, vì lấy kiến thức hạn hữu của con người, lấy lý luận giới hạn của con người đặt đến vấn đề tuyệt đối của Thượng Đế là một điều sai. Khi người ta đưa ra học thuyết như vậy, người ta đã bịt miệng các triết gia, không cho các triết gia phản biện để chứng minh về cái nguyên nhân khởi thủy là sai. Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã dõng dạc tuyên bố rằng là không có một nguyên nhân đầu tiên. Đã gọi là nguyên nhân thì nó phải gồm có nhiều yếu tố, nhiều điều kiện. Cái gì được hình thành bằng nhiều yếu tố và nhiều điều kiện đó, cái đó được kinh điển nhà Phật gọi bằng một cái từ tương đương thứ hai là vô ngã. Khái niệm vô ngã được hiểu theo hai nội dung căn bản. Thứ nhất, về phương diện nhận thức luận, và thứ hai về phương diện đạo đức học. Về phương diện nhận thức luận, tất cả mọi sự vật hiện tượng nào được hình thành bởi nhiều yếu tố, nhiều thành phần khác thì cái đó được gọi là vô ngã về phương diện vật lý. Ví dụ như cái ly nước này,
Khi chúng ta quan sát nó dưới góc độ của một người bình thường, chúng ta sẽ thấy đây là một cái khối thủy tinh có một cái lỗ trũng. Nhờ sự trũng của nó đó, nước và các vật liệu được chứa đựng giúp cho chúng ta có thể qua được cơn khát hoặc là tạo ra một chức năng nhất định nào đó. Chúng ta thấy đây là một cái ly và nó là một cái khối thống nhất, duy nhất, bất biến ở trong bản chất của nó so với cái bình, cái chai, cái bàn, cái ghế và các vật dụng khác. Nhưng dưới cái nhìn vô ngã của nhà Phật đó, khái niệm được gọi là cái ly này chỉ là một danh từ mặc định, đóng vai trò và chức năng truyền thông với nhau để chúng ta hiểu và không nhận dạng đánh đồng giá trị của nó với những cái khác với nó. Chẳng hạn như cái bàn, cái ghế, cái nồi, cái nhà, cái cửa, vân vân. Nhưng trên thực tế, nếu chúng ta phân tích từ góc độ vật lý, thì cái ly này nó được cấu tạo bởi rất nhiều các nguyên tử, các phân tử nhỏ nhất, và đến lúc đó phải dùng đến kính hiển vi mới nhìn thấy được. Điểm thứ hai đó, khoa học hiện đại để giúp chúng ta hiểu rõ về vô ngã của nhà Phật hơn ở chỗ đó là các nguyên tử phân tử tạo ra cái ly thủy tinh này đó đang vận chuyển với một tốc độ rất lớn. Mình nhìn mình tưởng nó là một cái khối cố định bất biến, nhưng thực ra nó đang chuyển động. Và giữa chúng đó có một khoảng cách rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với kích thước của từng nguyên tử và phân tử tạo ra nó. Mắt thường của con người nhìn thấy cái ly này cố định, mà trên thực tế nó đang vận động. Do vì bản chất vận động của mọi sự vật hiện tượng như là một thuộc tính của chúng, cho nên sự vật đó được sanh ra, rồi đến một lúc nào đó sau thời kỳ tồn tại phát triển nó phải già nua, nó phải biến dạng, dẫn đến việc hư, tạo ra một cái mới hoàn toàn. Đó, thì vô ngã đó là một học thuyết chứng minh được rằng là tất cả mọi sự vật hiện tượng được hình thành từ một tổ hợp, tức là nhiều yếu tố, nhiều điều kiện. Một ví dụ khác để dễ hiểu hơn, chúng ta có thể nói trường lớp á, không phải là một cái khối thực thể. Nếu chúng ta cho rằng nó là một khối thực thể bất biến đó, thì chúng ta sẽ rơi vào sự chấp trước, hoặc là cho nhà giáo là quan trọng nhất, hoặc là cho sinh viên học sinh là quan trọng nhất, hoặc là cho nội dung giáo dục là quan trọng nhất. Có người lý luận là nếu không có nhà giáo thì ai thành lập cái trường lớp, làm sao có việc chiêu sinh học sinh, làm sao có nội dung được giảng dạy, cho nên đây phải là yếu tố quan trọng. Có người lại nói ngược lại đó, do vì có sinh viên cho nên nhu cầu của trường lớp cần phải được thiết lập, cô thầy phải được mời gọi đến để truyền trao kiến thức từ thế hệ này sang thế hệ khác, do đó sự học và hành đó được diễn ra. Có người nói là bản chất của giáo dục là cái có trước, nhờ vào cái nhu cầu truyền thừa kiến thức từ thế này sang thế hệ khác mà việc thiết lập trường lớp, cô giáo và người học mới bắt đầu có mặt. Cho nên chúng ta thấy các cách lý luận vừa nêu cái nào cũng có lý của nó hết, nhưng mà nói theo học thuyết vô ngã của nhà Phật á, chúng ta chỉ hiểu một cách đơn giản nhất, bản chất của giáo dục là một tổ hợp gồm có nhiều yếu tố, trong đó cơ sở vật chất của trường lớp, thầy cô giáo, hay nói khác hơn là những người truyền thao kiến thức có phương pháp luận, và các sinh viên học sinh là những người kế thừa có phát huy và sáng kiến. Phương pháp giảng dạy được diễn ra trên một nội dung và đối tượng học nhất định nào đó. Tất cả những yếu tố này cộng với phụ huynh, cộng với các điều kiện trực tiếp và gián tiếp liên hệ đến chúng, mà việc giáo dục được diễn ra ở trong một môi trường hay là trong một môi trường giáo dục nhất định nào đó. Chứ còn quy hay là truy nguyên cái gốc rễ đầu tiên của cái gọi là giáo dục là gì đó, chúng ta sẽ rơi vào những chủ nghĩa nhất quyền, và hễ rơi vào chủ nghĩa nhất quyền thì chúng ta bị rơi vào sự sai lầm. Đó, đây là cái phần vô ngã đứng về phương diện nhận thức luận. Học thuyết này tương đối hay khó hiểu phải không ạ? Quý vị chịu khó lưu tâm, lát nữa khi mà phân tích về vấn đề đạo đức học của nó, chúng ta sẽ thấy nó là một triết lý rất có chiều sâu. Sau khi nắm một cách căn bản về bản chất của nhận thức luận về vô ngã đó,
như là các yếu tố khác nhau góp phần hình thành ra một sự vật, một hiện tượng nào đó rồi. Vấn đề còn lại của người nghiên cứu học Phật là không thừa nhận bất cứ cái gì có nguyên nhân đầu tiên. Điểm thứ hai, không thừa nhận có ông Thượng Đế và các thần linh can thiệp vào vận mệnh, hạnh phúc và khổ đau của con người, của cuộc đời. Cái thứ ba, tất cả mọi giá trị của cuộc sống, tốt hay xấu, đều do chính con người tạo dựng và thiết lập. Thì bản chất của việc mà nghiên cứu học thuyết vô ngã là nằm ở chỗ này. Chứ nó không chỉ đơn thuần là về phương diện vật lý. Mặc dù Đức Phật vẫn phân tích đó, cái vô ngã đó, về phương diện tổ hợp, tức là nó được cấu tạo bởi nhiều thành phần, nhiều yếu tố khác nhau. Nhưng nếu chỉ dừng lại tại đó thì Đức Phật đâu có khác hơn các nhà vật lý học hiện đại. Các nhà sinh học hiện đại cũng nhìn thấy được điều đó. Ở đây Đức Phật còn giới thiệu chúng ta thêm một phương diện đạo đức học của nó. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào lý luận Di Lan Đà và Tỳ Kheo Na Tiên. Một hôm nọ, Đức Vua Di Lan Đà thăm viếng chùa San Khê Gia, nơi Đại Đức Na Tiên đang cư trú với 80 vị tỳ kheo. Theo truyền thống của văn hóa Ấn Độ đó, khi một nhà vua đến thăm viếng một nhà sư hay là một nhà tôn giáo, nhà tâm linh đó, thì tất cả mọi chức sắc, mọi mày đai bên ngoài xã hội đó cần phải vứt bỏ đi. Người có quan chức to lớn nhiều chừng nào thì cần phải đóng một vai trò như thì lúc đó đó, việc tiếp nhận giá trị chân lý của tôn giáo mới có thể dễ dàng được diễn ra. Cho nên đây là một cái bài học rất hay, tức là chúng ta đến với đạo Phật bằng một cái tinh thần vô ngã về thái độ và tâm lý. Tất cả những gì mà chúng ta có với vai trò vị trí xã hội có thể rất lớn, có ảnh hưởng trong cộng đồng, nhưng khi chúng ta bước chân vào chùa đó, chúng ta phải đứng với tư cách là một người bình thường đang tìm kiếm những giá trị đạo đức và tâm linh, hạnh phúc cho bản thân mình, thì lúc đó bản ngã nó sẽ được chuyển hóa và nhờ đó đó giá trị an vui hạnh phúc sẽ có mặt với bản thân mình. Như vậy là học về cái học thức vô ngã về phương diện nhận thức luận, để chúng ta đạt được cái giá trị thứ hai là vô ngã ở trong tâm lý và trong nghệ thuật ứng xử. Ai đạt được cái giá trị thứ hai này thì đi tới đâu cũng cảm thấy hạnh phúc hết. Mà không đó, đi tới đâu cũng có bị cái mát, cái sĩ diện, cái tôi nó làm trở thành gai góc. Đi tới đâu cũng bị vướng bận, dễ tự ái, dễ bỏ cuộc, dễ chán nản, dễ thất vọng. Đầu tiên thì Ngài Na Tiên Tỳ Kheo đã gợi cho nhà vua những cái cơ hội để đặt những câu hỏi liên hệ đến triết lý, bắt đầu bằng học thuyết vô ngã của đạo Phật. Nhà vua đã hỏi vị xuất gia ngồi đối diện trước mặt mình: thưa đại đức, ngài tên gọi là chi? Đây là một câu hỏi thử giá trị tâm linh của nhà sư đang đối diện trước mặt mình. Dĩ nhiên là một vị vua mà đến thăm một ngôi chùa đó, chắc chắn rằng là ngôi chùa đó phải là ngôi chùa có tên tuổi. Nhà sư trụ trì ở đây là ngài Na Tiên, phải là một vị đại đức có tầm vóc lớn về con đường tâm linh và hành trì, cho nên nhà vua mới đến thăm vắng. Nhưng mà nhà vua rất cắt cỡ, đặt ra một câu hỏi triết lý để xem coi nhà sư mà mình thăng phục theo lời đồn đãi của bá quan văn võ là có phải thật sự đạt được trình độ tâm linh trong thực tế hay không. Ngài quý danh là gì? Na Tiên Tỳ Kheo mới trả lời đó: thưa đại vương, mọi người đã gọi bằng tăng là Na Tiên như tên đã được cha mẹ của bằng tăng đặt lúc bằng tăng có mặt trong cuộc đời này. Trên thực tế đó, mọi người có thể dùng những cái từ như là Duy Tiên hay là Thủ La Tiên hoặc là Duy Ca Tiên, hay là bất cứ một cái gì có liên hệ chữ tiên hay là khác chữ tiên đó cũng chẳng sao. Vì bản chất của mọi danh xưng á chỉ đóng vai trò mặt ước để truyền thông với nhau.
Vì trong lòng thực tại của nó không có một cái tôi nào đang hiện hữu và ngự trị. Và vừa nghe câu trả lời như thế này là biết rằng giá trị tâm linh và kiến thức tâm linh của nhà sư đạt đến một mức độ rất cao, cho nên nhà vua cảm thấy rất hài lòng. Nhưng không phải là một nhà vua có tín ngưỡng bình thường, mà là một nhà vua hiểu rất sâu về triết lý của đạo Phật. Cho nên sau câu trả lời đó, vua Di Lăng Đà là tiếp tục đặt ra một câu hỏi mà nếu có tầm vóc tâm linh không vững đó thì khó có thể trả lời được lắm. Vừa hỏi như thế này: theo lời Đại Đức nói đó, không có cái gọi là cái tôi ở trong danh xưng gọi là Na Tiên của một con người nhà sư đang nói chuyện trước mặt tôi, thì tôi xin đặt ra câu hỏi như thế này: nếu như tôi đem phẳng vật, ly, nước và bánh trái cúng dường cho nhà sư, thì ai sẽ là người tiếp nhận các phẩm vật cúng dường đó? Lắc léo không? Tiếp tục, nhà vua nêu ra những câu hỏi khác. Hằng ngày đó, mỗi chùa đều có những cái khóa tụng niệm và hành trì. Nếu gọi là vô ngã, thì ai tham thiền, ai nhập định, ai chứng đạo, ai giải thoát, ai làm lành, ai lánh dữ, ai giảng đạo, ai thuyết pháp, ai hỗ trợ tâm linh cho những người tại gia? Câu hỏi thứ ba tiếp theo: nếu không có cái tôi ở trong cái danh xưng của từng con người cụ thể đó, thì đối với cái xã hội lấm lem của khổ đau, thì ai là kẻ vi phạm luật pháp? Chẳng lẽ tất cả những kẻ xấu, giết người, trộm cướp, giật giọng, nói láo, rượu chè, ma túy, đâm thầy chém mướn đều không có cái tôi để chịu trách nhiệm trong những hành vi mang lại khổ đau cho chính họ và những người khác? Ba câu hỏi này đã đi vào trọng tâm của cái học thuyết vô ngã của đạo Phật, mà vốn rất nhiều người không hiểu được học thuyết này đã lấy đó như là những cơ sở nền tảng lý luận phủ định học thuyết vô ngã của Đức Phật. Thì theo quý Phật tử, quý vị sẽ trả lời như thế nào trước vấn nạn của Đức Vua đã đặt ra? Bản thân của nhà vua đã dựa vào cơ sở lý luận của Tỳ Kheo Na Tiên, cái được gọi là tôi qua cái tên gọi, chẳng hạn như Nguyễn Thị Mít, Trần Văn Ổi, vân vân, tượng trưng cho giới tính nam và nữ ở trong nền văn hóa đặt tên của người Việt Nam chẳng hạn. Ở trong tất cả các nền văn hóa trên thế giới này, dựa vào cái họ và chữ lót á, chúng ta có thể biết được rằng thân tộc của người đó ra làm sao, họ thuộc giới tính nam hay nữ. Cái cách thức đặt tên thể hiện ra tất cả những cái đó. Do đó nó mang tới cách mặc định xã hội rất nhiều, phải không? Trong tiếng Việt có chữ thị biết là nữ, có chữ văn và những cái chữ khác biết là nam. Rồi nếu như chúng ta dựa vào cái khư khư vào cái cấu trúc đó đó, là lúc chúng ta sẽ bị lầm. Chẳng hạn như những cái chữ lót ngọc phần lớn dùng cho người nữ, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn dùng cho những người nam. Nghe cái tên có chữ lót là ngọc, và cái chữ sau mà nó nghe có tính cách nữ tính chút xíu mà cho là người nữ đó, coi chừng lộn. Năm chúng tôi đi thi phổ thông trung học, đến cái phần đi thi tuyển, chúng tôi chờ sướng cái danh tánh mình lên hoài không thấy, mới lên mới kiện thì trong cái sổ bạ và trong danh sách không có tên. Người ta mới lật qua bên cái sổ của các nữ sinh á thì thấy có tên, vì chúng tôi tên là Trần Ngọc Thảo. Ngọc là nữ rồi, Thảo cũng là nữ đó, cho nên dựa vào cái hệ mặt ước trong danh xưng mà cho rằng nó có giá trị giới tính nữ và nam á, là một sai lầm. Tất cả mọi mặt ước theo ngài Na Tỳ Đề Kheo đó chỉ để hỗ trợ một nội dung thông tin, mà nội dung thông tin này đó nó lại mang một giá trị rất là tương đối chứ không có tuyệt đối. Đó là chúng ta chưa nói đến một cái giới tính rất phức tạp mà ngày xưa Đức Phật đã đề cập đến bằng một cái danh xưng là Hoàng Môn, bây giờ được gọi là Ô Môi dành cho đồng tính nữ, hoặc là BD dành cho đồng tính nam. Ngày xưa Đức Phật đã đề cập đến rồi. Trong khi đó, vào thời điểm đó đó,
các nhà tâm lý học, xã hội học đều chưa có kiến thức về lĩnh vực này. Vì trong tình huống này chúng ta thấy là dựa vào danh xưng tên tuổi để mà gọi giới tính nam nữ là hoàn toàn trật. Bởi vì cái cấu hình vật lý đó là người nữ nhưng mà tính cách người đó là nam. Và ngược lại, cấu hình vật lý là nam nhưng mà tính cách và tâm tình của người đó lại trở thành nữ. Cái công nghệ giải phẫu giới tính ngày nay ở Hoa Kỳ và chắc phát triển rất mạnh ở Thái Lan trong mấy năm trở lại đây đó, để giúp cho người ta mạnh dạn giải phẫu để thay đổi tính cách giới tính của mình. Điều đó đã dẫn đến hàng loạt những sự thay đổi khác về phương diện pháp luật. Như Việt Nam hiện nay vừa cách đây khoảng 10 hôm đó, báo chí đã nêu ra hai trường hợp đầu tiên. Thứ nhất là BD Cát Tiền, là một ca sĩ đang lên hiện nay, về việc thay đổi giới tính. Trước đây là một người nam về phương diện khai sanh, bây giờ đã giải phẫu thẩm mỹ trở thành một người nữ, mà hệ luật pháp của Việt Nam vẫn chưa có đề cập đến tình huống đó. Cho nên là việc mà thay đổi cái giới tính ở trong hộ khẩu và chứng minh nhân dân đang gặp trở ngại, và do đó việc kết hôn đó có thể không được luật pháp bảo hộ. Và các nhà làm luật Việt Nam đã phải đau đầu cho vấn đề xác định việc chuyển đổi giới tính. Và nếu chấp nhận tình huống đầu tiên này đó, thì sẽ mở cái cửa cho việc thay đổi giới tính được diễn ra một cách sâu rộng hơn. Cho nên là vấn đề để chúng ta biết là mọi danh xưng liên hệ đến cái tôi của một con người nào đó đó chỉ có giá trị mặt ước tương đối chứ không có sự tuyệt đối. Khi chúng ta chấp nhận cái giá trị mặt ước tương đối đó, thì chúng ta sẽ thoát khỏi quan niệm chấp trước trong một cái danh xưng, và từ đó nỗi khổ niềm đau trong sự chấp trước liên hệ đến cái tôi đó nó sẽ không có mặt để bám víu. Ví dụ như người có tinh thần tự ái và tự trọng quá nhiều đó, thì theo tâm lý học nhà Phật đó, gọi là cái người có bản ngã. Tự trọng cũng là người có bản ngã đó. Cái tâm lý học phương Tây người ta cho là người có tự trọng là người có nhân cách. Họ dùng một cái từ self esteem. Còn người mặc cảm đó, thì họ cũng dùng cái từ tự trọng nhưng mà thêm một tính từ thấp là low. Low self esteem là người có mặc cảm. Ý muốn nói là cái ý thức và tôn trọng bằng cái tôi sẽ làm cho con người trở nên có lòng tự tin. Họ làm cho người ta có lòng tự tin, nhưng mặt khác á, cái lòng tự tin đó đã trưởng dưỡng một cái tôi quá lớn ở trong các mối quan hệ ứng xử, cho nên nó tạo ra những sự gập ghềnh và trục trặc trong các mối quan hệ khác. Và nhà Phật nói đó, người có lòng tự trọng nếu không khéo phát huy đó sẽ trở thành người có quá nhiều gai góc, bởi vì cái cá tính người đó rất mạnh. Họ lấy họ làm trung tâm, lấy họ làm thước đo cho tất cả các mối quan hệ. Và do đó cái chủ nghĩa độc đoán buộc mọi người khác phải theo mình sẽ trở thành gai góc làm thương tổn hạnh phúc trong quan hệ giữa con người với con người. Chúng ta thấy Ngài Na Tiên đã không trả lời một cách trực tiếp vào vấn nạn ba vấn đề mà Đức Vua Di Lan Đà đã đặt ra. Nếu mỗi một con người đều được gọi là vô ngã đó, thì ai sẽ là người tiếp nhận mọi sự vật, ai sẽ là người làm lành lánh dữ, ai sẽ là người chịu trách nhiệm pháp luật trừng trị trước những hành vi xấu ác. Cái nghệ thuật lý luận như thế này là một cái rất hay. Nếu Ngài Na Tiên trả lời trực tiếp đó, có lẽ là nhà vua sẽ không thuyết phục lắm đâu. Và Ngài Na Tiên là tạo cơ hội nêu ra những vấn đề khác để dẫn dụ cho nhà vua hiểu một cách từ từ, có chiều sâu, từ những phương diện có liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến vấn đề vừa được nêu. Lúc đó đó, Ngài Na Tiên đã đặt ra nhà vua một câu hỏi. Tất cả những gì nhà vua phát ngôn bằng một cấu trúc âm thanh với cấu trúc văn phạm làm cho người nghe tiếp nhận được nội dung của đó, muốn người gắm lại cái gì, thì nhà vua đã sử dụng đến thần kinh của lỗ tai, và qua những cái mặt ước ngôn ngữ
hiểu được một nội dung được truyền ra từ một người đang đối diện với mình. Thì như vậy, nhà vua có thừa nhận là cái nghe đó chính là cái tôi hay không? Nhà vua mới trả lời là thưa không. Ở đây nó có một vấn đề tâm lý liên hệ đến nỗi khổ niềm đau của con người thông qua mối liên hệ giữa ngôn ngữ và cái lỗ tai, tạo ra rất nhiều sự rắc rối. Chúng ta có thể hiểu một cách rất là dễ dàng rằng cái lỗ tai này không phải là cái tôi, vì nó chỉ là một bộ phận thôi. Nếu mình đánh đồng cái lỗ tai này và cái thần kinh của cái lỗ tai về chức năng nghe là cái tôi tổng thể đó, chúng ta đã sai lầm. Ai cũng hiểu được điều đó. Nhưng mà trong ứng xử chúng ta lại vấp phải mà chúng ta lại không hay. Ví dụ như có một người nào đó kêu tên đích danh mình, bà Nguyễn Thị A là cái người rất xấu, trong đó mình là người tốt. Thì bà Nguyễn Thị A đó nếu chấp vào cái danh xưng quỷ ta chính là mình, thì bà đó sẽ nổi lên cái bồ đề gà, cảm thấy mất thiện cảm với người trêu trọc mình, phê bình, chỉ trích hoặc là nói xấu, làm cho mình nản lòng thất chí ở trong những con đường tốt đẹp như đời đó. Đây là điều mà ai cũng dễ dàng bị vấp phải, mặc dù chúng ta biết rằng là không thể đánh đồng cái lỗ tai với cái gọi là tôi, nhưng mà hễ nói đến một danh xưng liên hệ đến tên của mình là mình cảm thấy nhột nhạt và khó chịu rồi. Thậm chí đó, chúng ta còn chấp cái âm thanh thông qua cái chức năng thần kinh của lỗ tai đó là cái tôi. Ví dụ khi một người nào đó có thói quen và thái độ phân biệt đối xử giới tính, phát biểu một câu như thế này: phần lớn người nữ có tính cống cao ngã mạn, hoặc là sống với một cái dòng cảm xúc quá dâng trào, cho nên dễ dàng rơi vào chủ nghĩa cảm tính. Ví dụ như là một nhà phân biệt giới tính nào đó đã nói câu đó trên: nếu các cửa tọa nghe của nhà thuyết trình này là những người nữ thì các người nữ đó sẽ cảm thấy rất khó chịu, vì họ bị gán cho hai thuộc tính. Thứ nhất là sống bằng cảm tính, cái thứ hai đó là có cái thói quen cống cao ngã mạn. Và từ đó đó họ sẽ đi đến một cái bước thứ hai là đánh đồng hai cá tính đó với cái gọi là cái tôi của mình. Nếu ở trong giảng đường này có tất cả là 100 Phật tử nữ, 100 vị Phật tử nữ này đều không hài lòng với câu phát biểu phân biệt giới tính vừa nêu, thì đều có thể phát biểu phản kháng, không chấp nhận. Và lúc đó chúng ta đã rơi vào một cái tình huống là đánh đồng cái giới tính nữ đó là cái tôi thông qua cái nghe của lỗ tai dưới sự phát biểu của một người nhất định nào đó. Cho nên chúng ta vẫn phải vướng ở một mức độ rất là tương đối về việc đánh đồng ngôn ngữ mô tả mặt ước liên hệ đến cái tôi chính là bản thân của cái tôi. Hoặc là trong lúc giao lưu đối tác đó, một người nào đó nói phong long, nó trọng trọng thôi à. Ai có tật thì giật mình, hoặc người nào đang ở trong những cái tình huống đó nghĩ rằng là cái người phát biểu đó đang nhắm tới mình, mà thực ra nhiều khi người ta nói chơi thôi, không, người ta không nói ai hết trơn, mà ai có nhạy cảm mà nghĩ là trời bữa nay ha bà dám nói xấu tôi, về thì cảm thấy là không hài lòng. Tại vì họ có những cái lý do riêng là trong mối quan hệ giữa cái người nghĩ rằng là mình là một đối tượng bị trêu chọc ở trước mặt quần chúng thông qua sự phát biểu của một người nào đó, quan hệ không tốt lành ở trong quá khứ làm cho họ nghĩ rằng là cái người đó nhắm tới mình, không phải nhắm một người khác. Cái đó cũng là một cái cách tạo ra sự rắc rối. Cái rắc rối này đó, mặc dù nó sai lầm về phương diện nhận thức luận, ấy thế mà chúng ta vẫn dễ dàng đồng hóa hai cái này là một lắm. Cho nên học về vô ngã thì dễ, chỉ cần phân tích cái gì được tạo ra bằng nhiều yếu tố, cái đó được gọi là vô ngã. Chỉ cần nói trong vòng một phút là chúng ta có thể hiểu được. Nhưng để chuyển nghiệm nó qua phương diện tâm lý học á, đẩy cái nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài trong mối quan hệ giao tế, ngôn ngữ, lỗ tai, ánh mắt và mọi phương diện của các giác quan, không phải là chuyện đơn giản, rất là khó mới có thể làm được. Như vậy là việc đánh đồng cái tôi, Quỷ Thị A hay là Trần Văn B bằng với cái lỗ tai nghe, hay là những danh xưng thông qua ngôn ngữ truyền thông bằng cái nghe, là một sai lầm.
Do đó chúng ta phải lưu tâm. Và do đó khi ai phê bình chỉ trích mình được buộc, vậy nếu mình buồn tức là mình đã chấp nhận cái tôi mình chính là những danh sinh đó thông qua cái lỗ tai và sự nghe. Cho nên mình đã còn vướng vào học thuyết chấp ngã, và do đó nỗi khổ niềm đau có mặt lâu dài. Kế đến, nhà vua mới nêu ra một câu hỏi chất vấn nhà sư Na Tiên như thế này: cái gọi cái tôi đó là ai, là cái gì? Hay nói một cách khác, ai là ngài Na Tiên, và cái gì được gọi là ngài Na Tiên nếu ngài Na Tiên đó không phải là một cái tôi? Chúng tôi xin lặp lại, ví dụ như là quý Phật tử ngồi giải đầu, những người Phật tử nam có pháp danh là Chánh Giác chẳng hạn. Khi mình nói rằng là cái tôi này nó không nằm ở trong danh xưng Chánh Giác, thì lúc đó nhà vua mới hỏi cái từ gọi Chánh Giác mà các vị sư đặt cho các vị ở trong một lễ quy tam bảo nào đó đó để mặc định gọi trong chùa, thì Chánh Giác đó là ai, Chánh Giác đó được cái gì tạo nên? Rất đơn giản nhưng rất triết lý và rất khó trả lời. Nhà vua mới hỏi như thế này: cái thân thể vật lý này gồm có đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, tứ chi, lục phủ, ngũ tạng, da, xương, tế bào, máu, huyết, tủy, nước dịch, thậm chí là rong, tóc, móng và những chất thải, chất dơ trong cơ thể con người. Có phải mỗi một yếu tố hình thành nên những điều kiện vừa nêu được đồng hóa với cái gọi là cái tôi của ngài Na Tiên hay không? Dĩ nhiên là ngài Na Tiên thì kheo đã trả lời là không thể nào đẳng thức hóa những cái đó với cái gọi là tôi. Không thể nói con mắt này là tôi, không thể nói cái miệng, cái mũi, cái thân thể cao ốm mập lùn, màu da trắng, da vàng, da nâu, da đen, da sạm là cái tôi. Nhưng trên thực tế đó, chúng ta gắn liền cái đó với cái tôi của chúng ta nhiều lắm. Chẳng hạn như mỗi ngày mình đối diện trước cái gương, nhìn thấy 5-3 cái mục mụn nổi lên đó, là mình thấy mình lo rồi. Cái tôi về phương diện cái mặt này xấu quá, đi ra ngoài giao tế có lẽ là đàn ông sẽ không thương, đàn bà sẽ phải chạy. Cho nên phải làm sao đi giải phẫu thẩm mỹ, cạo, hút, quét, hoặc là làm như thế nào đó, mua những cái loại kem dưỡng da tặng đắt tiền để làm cho cái nước da mịn màng, trắng, đẹp. Mình hiểu rằng nó không phải là cái tôi đó, nhưng mà trên thực tế hành động của mình, việc làm của mình là biến nó trở thành cái tôi mà mình là không hay. Cho nên ai nặng về sắc đẹp thẩm mỹ đó là người đó chấp các cái chi phần nhỏ nhỏ của thân thể vật lý này là cái tôi. Nhà giàu sang nhiều chừng nào thì sẽ chấp trước đó, tỷ lệ thuận nhiều chừng đó. Các giới chức và những diễn viên điện ảnh, các nghệ sĩ đó ý thức về cái nét đẹp rất nhiều, cho nên sự chấp về thân phận của bản thân mình với cái tôi đó nó cũng cao theo cái vai trò vị trí xã hội và cái thân phận của người đó trong cuộc đời. Do đó đó, làm lớn đó thì bản ngã dễ lớn lắm. Cái người mà không có thân phận gì hết á thì cái tôi đó nó dễ dàng bị gọt đũa, làm cho nhẫn nhừ mà nó không còn cái gì đó để cho người ta cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc quan hệ. Như vậy là về phương diện nhận thức luận, chúng ta thấy là chúng ta không thể nào đẳng thức quá cái thân thể vật lý này là cái tôi. Nhưng trên thực tế đó, xã hội đã nhận dạng nó là cái tôi. Ví dụ như là khi một người nào đó chết đó, cái thân thể hai thước này đó sẽ nhận dạng là ông Nguyễn Văn A hay là bà Nguyễn Thị B. Ví dụ trong nạn sóng thần, động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, mất mùa, rồi cái chết được diễn ra thì người ta đi nhận dạng tử thi qua cái cấu trúc DNA. Nếu như thân thể người đó bị cháy rụi, không còn các cái cấu hình nào đó để nhận dạng ra là cái người ABC, thì người ta phải dùng đến các cái mẫu pháp y DNA để mà xác định người đó là người nào. Chứ nghĩa là người ta đã thừa nhận cái thân thể vật lý này là một cái tôi. Về phương diện y học, về phương diện sinh đức học,
Thì tất cả những cái đó đó, nếu mình hiểu từ góc độ Phật giáo, đặc biệt là bản kinh Na Tiên Tỳ Kheo này, nó như là một cái hệ mặt ước để giao tế thôi, chứ đừng đánh đồng nó về phương diện thật. Khi người ta đánh đồng nó về phương diện thật đó, thì người ta là chăm chút cái thân thể này nó quá mức. Thế giới ngày nay có khuynh hướng chăm chút nó và xem cái thân thể này là thượng đế. Các hình thức tổ chức lễ Hoa hậu thế giới, Hoa hậu Hoàng Vũ đó, đã mặc nhiên thừa nhận cái thân thể này là cái quý nhất trên cuộc đời đối với giới nữ. Cho nên bao nhiêu tiền bạc ta đổ dồn vào để ca tụng cái sắc đẹp đó. Và dĩ nhiên là nó cũng có rất nhiều cái sự trục trặc, cái vấn nạn xuất hiện từ việc mà tôn sùng sắc đẹp như là một ông thượng đế, tức là trên các giá trị của các phương diện khác. Cho nên học về học thức vô ngã là trước nhất là chúng ta không có đánh đồng cái thân thể vật lý này là cái tôi, và do đó chúng ta thoát khỏi được việc chấp trước vào thân thể như là chủ nghĩa ở phương Tây đã làm. Chẳng hạn như họ đã bảo hiểm cái con mắt, lỗ mũi, miệng, thân thể vật lý nào đó với một cái giá tiền rất cao, mà nếu ai sơ ý mà đụng vào làm chảy xước là ảnh hưởng đến nét đẹp đó, thì sẽ phải đền bù rất nặng. Như các diễn viên điện ảnh Hollywood họ bảo hiểm các chi phần cơ thể với một cái giá tiền rất cao, để mỗi khi nó có bị trục trặc hay tai nạn giao thông xảy ra đối với họ thì họ sẽ nhận một cái khoản đền bù khá lớn. Thì đó là một cái cách thức chấp trước về thân thể vật lý. Ngày nay cái công nghệ make up, tức là làm trang sức điểm cho những người vừa qua đời đó, đã phát triển mạnh ở các nước phương Tây, thì cũng là cái cách thức đẳng thức hóa thân thể vật lý này với cái tôi. Bình thường có nhiều người má cốt da nhăn, đau bệnh tật, xương thì tiêu tụy, nước da thì tái mét, không có đẹp gì cả. Nhưng mà khi chết đó, thì công nghệ âm công đó, đến sẽ dùng son phấn, các hóa chất, rồi bơm những loại thuốc tiêm vào trong cơ thể con người, làm cho nước da của đó trở nên hồng hào, mập, đẹp, trắng trẻo vô cùng. Thì cái đó cũng là cái cách đẳng thức hóa cái thân thể vật lý này với cái tôi. Nhưng mà về phương diện tái sanh thì nó là một sự trở ngại rất lớn cho các hương linh. Các hương linh đó, có thể nghĩ là lúc mình sống là mình đâu đẹp như thế đó đâu, bây giờ chết rồi thấy đẹp quá mà không tin vào cái nét đẹp của mình, cho nên tiếc nuối không chịu vẫy tay chào cho nó một cách chỉnh diện. Thì đó quý Phật tử nhớ rằng khi mình có qua đời thì dặn cái con cháu đừng có gắn cái răng vàng kim cương ngọc sòn vào trong tay chân của mình như là các phong tục ngày xưa, cũng đừng gắn những kỷ niệm vật quý báu, thậm chí là những cái trang phục mà người đó tâm đắc nhất trong cuộc đời đó vào trong cái hộp. Thì cái đó nó gợi là những cái kỷ niệm đẹp, và do đó nó làm cho thần thức của hương linh bám víu vào những thứ này như là một thực tại, và do đó tiến trình tái sanh sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Sau khi ngài Na Tiên đã phủ định việc đẳng thức hóa mắt tai mũi lưỡi thân lục phủ ngũ tạng với cái gọi là tôi, thì nhà vua đã tiếp tục hỏi Na Tiên bằng hai câu rất hóc búa. Thưa đại đức, cái được gọi là tôi đó nó có tồn tại trong cái tổ hợp nhân thể gồm năm thành phần mà kinh Phật đã nêu ra, đó là thân thể, cảm xúc, ý niệm hóa, vận hành tâm và nhận thức phân biệt. Đây là năm từ chúng tôi dịch nghĩa thoát từ sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Những cái từ này phần lớn quý Phật tử đã hiểu, thì chúng tôi không có phân tích nhiều, mà chỉ nói về cái nội dung mấu chốt ở trong cái cách lý luận đó, để làm thế nào chúng ta học được cái học thuyết vô ngã về phương diện đạo đức. Thì ngài Na Tiên mới trả lời đó, việc đẳng thức hóa cái thân thể vật lý này với một trong năm yếu tố, hoặc là thân thể, hoặc là dòng cảm xúc, hoặc là ý niệm hóa, hoặc là nhận thức phân biệt, hoặc là sự vận hành của tâm, đều sai giống như nhau. Hay cho rằng đó, cái tôi đó là một cái tổng thể của năm cái này, thì sự sai lầm cũng ít nhiều liên hệ giống nhau. Đẳng thức hóa cái thân thể vật lý này là cái tôi là sai lầm rồi, bởi vì trong cơ thể con người nó gồm có hai thành phần, phần vật lý và phần tâm lý. Phần tâm lý đó thì gồm có bốn nhóm hay là bốn yếu tố: cảm xúc về vui, buồn và trung tính,
gắn liền với hạnh phúc và khổ đau của con người. Hầu hết tất cả mọi nỗi niềm hạnh phúc khổ đau liên hệ đến dòng cảm xúc. Vui mừng được đẳng thức hóa với hạnh phúc, thực tế nó chỉ là một cái bước dao động của cảm xúc lên. Khổ đau với những giọt nước mắt á, chỉ là một sự trầm lặng và tuột xuống của dòng cảm xúc ở mức độ sâu nhất của nó. Hay nói cách khác là khóc và cười đó chỉ là một đường xin lên và xuống của cảm xúc, chứ không có gì là khác. Cho nên ai sống với dòng cảm xúc nhiều chừng nào đó thì nỗi khổ niềm đau dâng trào nhiều chừng đó. Người nhạy cảm và người sống với cảm xúc đi tới đâu cũng khổ. Người ta nói đường suy luận một ngã, hiểu theo một nẻo, rồi á tự dằn xé lương tâm cảm xúc của mình, cắt đứt mối quan hệ và trở nên là cái người hoàn toàn bị cô lập do vì cái sức tưởng tượng quá lớn. Cho nên ai sống với dòng cảm xúc nhiều là nỗi khổ niềm đau gia tăng. Nói một cách khác là đẳng thức quá dòng cảm xúc với cái tôi thì cái khổ đau nó có 1 và thành 10, có 10 nhân là thành 100. Còn người nào vô hiệu hóa được dòng cảm xúc đó, buồn dầu có lớn như là quả núi nhưng vẫn xem nó như là một hạt cát. Nỗi khổ đau, sự khó khăn cùng cực lớn vô cùng, gặp nhiều người khác là chịu không nổi. Nhưng mà đối với cái người có sức chịu đựng mà hiểu được đạo lý vô ngã của nhà Phật đó, thì xem rằng đây là những thách đố rất nho nhỏ mà con người phải vượt qua. Thì như vậy là cái chuyện nó có mặt đó, nó vẫn không khống chế đến đời sống hạnh phúc của mình. Rồi sự thăng trầm vinh dục, lên voi sướng chó, thành công thất bại đó, không làm cho chúng ta nản lòng và thất chí. Như vậy là chúng ta đã vô hiệu hóa được bản chất của dòng cảm xúc và không đánh đồng nó với bản năng của cái tôi. Các nhà văn, các nhà thơ, các nhà văn hóa nghệ thuật đó, thì thường sống với cái góc độ thứ ba là tưởng tượng. Người tưởng tượng nhiều chừng nào thì có sáng tác nhiều chừng đó. Phát minh, sáng tạo, sáng kiến đều nằm ở cái mức độ thứ ba là tưởng. Và cái tưởng này cũng là cái mà dễ dàng làm cái khổ đau nó gia tăng. Ví dụ như sau khi kết thúc cái buổi học tối nay, nhiều vị ở rất xa thành phố phải về nhà vào lúc nửa đêm, đi nghe tiếng gió xào xạc tác động vào các cái hàng cây. Nếu là một người có tưởng tượng và trước đó xem nhiều bộ phim ma, cứ tưởng rằng là đang đi sau lưng mình là một con ma, thì sự tưởng tượng đó sẽ làm cho người này khiếp đảm, sợ hãi và đánh mất hết tất cả mọi hạnh phúc. Cho nên đó là bản chất của tưởng đó, có thể làm cho cái mức độ dâng trào cảm xúc lên cao độ nhất của đó. Mà biết cách quán tưởng đó, theo tên là nhà Phật đó, thì chúng ta sẽ tạo ra vô vàn công đức và mang được lợi lạc cho bản thân mình rất nhiều. Ví dụ như ngày hôm nào quý vị Phật tử bận quá không đến chùa được, nhưng mà nhớ rằng là ngày hôm nay chùa An Phú tổ chức làm lễ sám hối, tất cả mọi Phật tử đều quy ngưỡng trước Đức Phật, chắp tay đảnh lễ lại từng lại với lòng tôn kính và trang nghiêm. Thì lúc đó dù ở nhà đang làm công việc gia đình, quý vị phải quán tưởng, tức là dùng cái tuệ giác chứ phải dùng con mắt. Mình tưởng tượng và hình dung ra rằng mình đang có mặt trước chánh điện của chùa An Phú, tay mình đang cung kính chắp. Thì mỗi động tác lại xuống như vậy, mình nghĩ là mình đang lại Phật ở danh điện Phật. Và do đó giàu ở nhà, cái phước báo mà quý vị có nó vẫn ngang bằng với cái người đang có mặt ở ngôi chùa. Thì đây là cái phương pháp quán tưởng. Cho nên biết cách tưởng tượng đó thì cái sự tưởng đó nó sẽ phục vụ hạnh phúc an vui cho bản thân mình. Còn không biết tưởng tượng á, tưởng tượng những cái sai lầm này, nỗi khổ đau diễn ra một cách cùng cực ghê gớm lắm. Ai mà sợ ma rồi đó, cái gì cũng tưởng ra ma cả. Lên nhà trước cũng thấy ma, xuống nhà sau cũng thấy ma, tắt đèn cũng thấy ma, cái gì cũng sợ, cái gì cũng mất hết hạnh phúc. Cho nên là mình đừng đẳng thức quá cái tưởng đó với cái tôi, thì cái nỗi khổ niềm đau do tưởng tượng gây ra sẽ không khống chế mình được. Thì tương tự với nhận thức phân biệt đó, thì các nhà văn, các nhà văn hóa, các nhà nghệ thuật đó, phát huy cái tưởng này ở mức độ cao nhất của nó. Và họ đã cho ra nhiều tác phẩm kiệt tác, có những tác phẩm rất hay, nhưng mà có những tác phẩm nó bị loạn tưởng, hay cái tưởng nó bị vọng tưởng đó, thì nội dung của nó sẽ gây một cái di hưởng
về phương diện tác hại rất lớn cho nhiều triều đại, nhiều giai đoạn, nhiều thế hệ khác nhau. Cho nên biết cách vận dụng không đẳng thức quá cái tưởng với cái tôi, chúng ta sẽ mang lại bản chất của giáo dục một cái gì đó rất là cao thượng. Thì khi ngài Na Tiên trả lời như vậy đó, thì nhà vua đó đã lý luận tiếp tục như thế này: thưa đại đức, hồi nãy giờ trẫm đã hỏi một cách rất tường tận về 32 thể trược, rồi 5 yếu tố tạo ra con người, 18 yếu tố tạo ra thế giới vật chất, cũng đều bị đại đức phủ định rằng nó không tương đương với cái gọi là tôi. Thì điều này chẩm đã hiểu và quán tự cũng thấy rằng như vậy. Nhưng xin hỏi, nếu cái gọi là tôi không phải là ngài Na Tiên, mà ngài Na Tiên không phải là tôi đó đó, thì nó có phải là một tổ hợp của những cái này, hay là nó tồn tại ngoài cái tổ hợp của những cái này? Ngài Na Tiên cũng không trả lời một cách trực tiếp. Ngài hỏi là vì đại vương là một nhà vua của trăm họ, chắc chắn rằng là khi đến đây đó, đại vương đã đi bằng xe. Nhưng mà theo phong tục tập quán á, khi đến chùa đó, nhà vương phải bước xuống và đi chân không từ cổng chùa vào đến ngay chánh địa Phật. Thì rõ ràng ít nhất là nhà vua đã mượn cái phương tiện của chiếc xe. Bây giờ bằng tăng xin hỏi nhà vua rằng, cái gọi là chiếc xe đó đó, nó chính là cái gọng, cái mui, cái sườn, cái bánh, hay là tất cả những yếu tố như vừa điêu? Thì nhà vua trả lời là: bạch đại đức, không thể đánh đồng bất cứ một yếu tố nào như đại đức vừa điêu ra bằng cái tên sưng gọi là chiếc xe. Đại đức Na Tiên Tỳ Kheo trả lời cũng tương tự như vậy: xe chỉ là một danh sưng dùng để ám chỉ cho một vật, mà chức năng của nó là vận chuyển con người từ một địa điểm A đến một địa điểm B. Nó được hình thành bởi rất nhiều yếu tố, trong đó cái bánh, cái trục, cái sườn, cái gọng, cái mui, cái yên, và mặt đạn, rồi tất cả những dụng cụ cần thiết để cho con người có thể ngồi, chuyển từ điểm này đến điểm khác, được gọi là xe. Cho nên bản chất của cái tôi ở trong chiếc xe này không có, mà nó chỉ là một cái tổ hợp được hình thành. Ngài nói, nếu chúng ta hiểu được như vậy, thì cái cấu trúc thân thể vật lý này với rất nhiều yếu tố hình thành, dòng cảm xúc, ý niệm quá, nhận thức phân biệt, vận hành của tâm cũng không thể được đánh đồng ngang với cái gọi là tôi. Và do đó cái nỗi khổ niềm đau không có chỗ để bám víu. Thông thường cái khổ đau của cuộc đời đó, nó bám vào thân thể. Ví dụ như đau răng, tại vì mình nghĩ rằng là đây là cái răng của mình. Cho khi nỗi đau nó xuất hiện đó, nó hành hạ làm cho dòng dây thần kinh cảm giác đó, đưa ra một tín hiệu về nhất, truyền về thần kinh trung ương để cho chúng ta có một nhận thức rằng ở ngay cái đú răng cùng đó, chúng ta đang bị sưng và đau, cần phải nhờ các nha sĩ nhổ. Hoặc là khi chúng ta bị đau bụng, chúng ta đã xác định cái điểm đau đó là dùng nằm ở vùng bụng, khi là chúng ta đã đẳng thức quá cái thân này với cái tôi, thì cái đau đó nó có mặt. Còn người học được học thuyết vô ngã thì phải hiểu rằng là những yếu tố này nó tạo thành cái tôi thôi, chứ nó không phải được đánh đồng bằng cái tôi. Cho nên nỗi khổ đau nó bám vào chỗ đó, mình không quan trọng nó, mình tách ly nó ra bằng cái phương pháp ly tâm hóa, để cho ý thức nó không tập trung ở ngay cái chỗ bị đau, thì cái đau nó sẽ giảm đi rất nhiều. Phương pháp ly tâm được sử dụng ở trong nghệ thuật vô ngã về phương diện quán chiếu là nghệ thuật để giải phóng nỗi khổ niềm đau. Quý vị còn nhớ Quan Văn Trường khi bị bắn một mũi tên vào cái cánh tay. Thời điểm đó đâu có nghệ thuật mổ xẻ như bây giờ, làm thế nào để rút cái mũi tên đó ra mà không đau. Thì lúc đó có một quân sư đã đề nghị ông đó thiết lập một cái bàn cờ tướng. Ông phải ngồi đánh với một tay cao thủ về cờ tướng. Thì lúc đó đó, quan công muốn giữ thể diện của mình, tập trung vào bàn cờ tướng với những cái con di chuyển xe tướng, mã, pháo tượng vân vân của hai bên, mình và người. Thì tập trung đó là một cái lực ly tâm, làm cho ý thức đó, nó không bám vào cái động tác đang mổ xẻ ở cái giai này. Cho nên cái nỗi đau của đó nó giảm đi khá nhiều. Thì đó là cái cách thức gây mê mà. Gây mê bằng lực ly tâm, không đẳng thức quá cái thân thể hay là sự mổ này,
cái thân đang được mổ này là cái tôi, thì nỗi đau nó sẽ được tan biến. Cũng tương tự như vậy, khi chúng ta không có quan trọng quá cái thân này, thì cái đau của thân đó nó như là một sự kiện diễn ra bình thường thôi. Thì nỗi đau đó nó có rồi nó sẽ tan biến, chứ nó không có lưu giữ nhiều với mình. Tương tự dòng cảm xúc, ý niệm quá, nhận thức phân biệt, vân vân. Cuối cùng thì Nho Tiên Tỳ Kheo đã trả lời, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này người ta gọi đó, nó chỉ là một cái danh xuông, một danh từ mặc ước với nhau để không lẫn lộn. Đừng đẳng thức quá cái danh từ mặc ước đó với cái tôi của anh, cái tôi của tôi, cái tôi của chị, cái tôi của ông, cái tôi của bà, cái tôi của cô bác. Thì lúc đó đó, cái bản ngã trong mối quan hệ giao tế không còn nữa. Đánh đồng cái tôi với cái thân thể vật lý thì người đó sẽ rơi vào chủ nghĩa thần tượng thân thể như Thượng Đế. Đánh đồng cái tôi với danh xưng thì người đó sẽ trở thành người cống cao ngã mạn, và là người dễ dàng bị nỗi đau xuất hiện khi người ta phê bình chỉ trích mình qua danh xưng. Do đó nó đều mang lại những nỗi khổ niềm đau. Sau khi nghe Ngài Na Tiên phân tích như vậy thì nhà vua rất thán phục. Ngài mới nói như thế này: Bạch Đại Đức, trẫm nghĩ rằng nếu Như Lai Thế Tôn còn sống á, Như Lai sẽ khen Đại Đức rất nhiều, vì Đại Đức đã giải thích một cách rất cặn kẽ về bản chất của vô ngã mà Đức Phật đã dạy. Xin Đại Đức hãy nhận lời tán thán của trẫm. Và sau đó câu chuyện được tiếp tục diễn ra với các vấn đề triết học còn lại. Thế là trở lại cái vấn đề đầu tiên khi nhà vua đặt ra, nếu cái danh xưng Na Tiên không phải là cái tôi của Na Tiên thì ai nhận cái phẩm vật cúng dường cho thì cái Na Tiên, ai tham thiền nhập định, ai giảng kinh thuyết pháp. Nếu vô ngã là một triết lý thì cái tôi ở trong cái vô ngã đó sẽ không còn chịu trách nhiệm đạo đức về phương diện hành vi của mình. Ý nhà vua muốn nói như vậy, thì như vậy là cuộc đời sẽ có thể bị khổ đau nhiều hơn, phải không? Ngài Na Tiên đã không trả lời. Suốt cái câu đối thoại, Ngài Na Tiên đưa ra hai hình ảnh, không có cái tôi ở trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có cái tôi ở trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có cái tôi ở trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có cái tôi ở trong bất cứ một cái gì người ta có thể đẳng thức qua nó. Như vậy là ai sẽ chịu trách nhiệm đạo đức về những cái liên hệ đến cái tôi này? Tại sao Ngài Na Tiên Tỳ Kheo đã không trả lời? Bản chất của triết lý như một công án, và mọi người khi đối thoại với nhau sẽ hiểu được cái nội dung của nó là cái gì. Nếu chúng ta đọc lại và cứ suy ngẫm thì chúng ta sẽ hiểu được cái dụng ý của Ngài Na Tiên, không nói hết ra mà để cho chúng ta phải động não và suy nghĩ. Quý vị thử khảo sát câu chuyện có thật. Câu chuyện này diễn ra tại một tòa án ở đất nước Nhật Bản cách đây vài trăm năm. Một tên đạo chích rất là tinh vi về phương diện lý luận. Đạo chích này đã hiểu rất rõ về học thuyết vô ngã của nhà Phật dạy. Trước quan tòa và thẩm phán, y đã lý luận để chạy tội mình. Y nói với lại viên thẩm phán như thế này: Tôi tên là Quỷ Nhân B, hoàn toàn không có tội. Vì cái gọi là tôi đó không nằm ở trong cái thân thể này, hình thù này, con người đang bị tù tội này. Cái tay của tôi đó đã ăn cắp đồ vật, mà bây giờ cái tôi phải bị giam nhốt trong tù là một điều rất bất công. Các vị là những người hiểu đạo lý nhà Phật thì các vị phải xác quyết điều tôi nói rất đúng. Đó là tên đạo chức lý luận, lấy học thuyết vô ngã của nhà Phật để biện hộ cho tội lỗi của mình. Viên quan tòa và thẩm phán là những người Phật tử thường thành. Nó nói là chúng tôi chấp nhận theo điều ông vừa nêu. Nếu ông nói rằng là cái tôi của ông đó không có vi phạm luật pháp mà chỉ có bàn tay đã tạo ra động tác ăn cắp, và do đó giam nhốt một cái tôi của Quỷ Nhân B ở trong nhà tù đó là một sai lầm đó, thì xin ông hãy chọn một trong hai cách sau đây. Thứ nhất, theo luật pháp, chúng tôi sẽ chặt hai cánh tay của ông, vì cái tay có tội, còn cái tôi của Quỷ Nhân B không có tội.
chúng tôi sẽ giam nhốt hai cái cánh tay này ở trong tù. Rồi ông Nguyễn Văn Bê đó đi về bằng con người mất đi hai cánh tay, ông có chịu hay không? Hoặc là cái tôi của Nguyễn Văn Bê đó đã điều khiển hai cái tay của Nguyễn Văn Bê làm việc trộm cắp, vi phạm luật pháp, cho nên phải chịu đền tội trước luật pháp, thì ông chọn cái nào? Tên đạo chích đã bị cứng họng à. Lấy lý luận vô ngã để biện hộ cái không có tội của mình là một sự sai lầm. Một sự sai lầm. Ở đây chúng ta thấy là ngài vua Di Đăng Đà đó đã đặt ra một cái câu hỏi. Nếu như mà mình hiểu không thấu đáo được bản chất vô ngã đó thì mình sẽ nghĩ rằng là Đức Phật chủ trương vô ngã là sai. Thực chất á, vô ngã là một học thuyết vừa triết lý, vừa đạo đức mà vừa tâm lý học. Về triết lý đó, đối với thân thể vật lý này không có gọi là cái tôi mà nó là một tổ hợp gồm năm thành phần: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Về phương diện nhận thức luận đó, thì tất cả mọi sự hiện tượng được hình thành bởi các yếu tố điều kiện, thì cái đó đó không có một thực tế bất biến mà nó phải thay đổi theo môi trường, điều kiện, hoàn cảnh và đã biến thiên với cuộc đời. Về phương diện tâm lý học đó, thì cái người có thái độ vô ngã là người không cống cao, không ngã mạn, không tự trọng, không tự khi, không mặc cảm, không chương sinh bản ngã, không teo lép bản ngã, mà sống một cách rất là ung dung tự tại, phát huy hết tất cả những tiềm năng mà mình có để phục vụ cho giá trị hạnh phúc. Còn về phương diện ứng xử đó, thì người hiểu được học thuyết vô ngã đó sẽ không vấp phải nỗi khổ niềm đau. Khi Đức Phật nói rằng là không có cái tôi ở trong con người năm hợp thể, ngài không có nghĩa nói rằng là không có người tạo tội, không có người chịu quả, không có người làm lành, không có người có kết quả tốt. Mà ý ngài muốn nói rằng là phải hiểu bản chất của tốt và xấu đó, nó liên hệ đến chủ nghĩa hành vi và động cơ của tâm. Hiểu được như vậy đó, thì trước nhất người giác ngộ được vô ngã sẽ không bao giờ rơi vào chủ nghĩa định mệnh. Ví dụ như là một người nào đó đã vi phạm tội giết người và cứ nghĩ rằng cái tôi này đã vi phạm một cái tội rất là tày trời, trước sau gì cũng phải đền tội, xử trảm, treo cổ, xử bắn là chết. Cho nên kể từ khi bị giam tử tù đó, người đó đã mất hết cái nhuệ khí và mất hết sự sống. Họ không còn nghĩ mình có cơ hội làm mới lại cuộc đời, vì đã đẳng thức quá cái định mệnh việc giết người bằng cái sự xử trảm mà mình không thể nào dùng thoát khỏi. Cho nên kể từ đó họ đã bị mặc cảm tội lỗi chi phối và khống chế, chấp vào cái tôi có thật đó đó là chấp vào một cái gì đó không thay đổi, và do đó đánh mất cơ hội để làm mới cuộc đời. Chúng ta có thể ứng dụng một cách rộng hơn là người mà chủ trương cái tôi là cái cá tính của mình, đến lúc đó là cái tính tôi nó vậy, chịu chịu thôi, thì người đó là người chấp cái tôi rất lớn. Khi nghe người khác giải bài phân tích góp ý cho mình thì mình trả lời một cái câu rất là lạnh lẽo: tính tôi vậy, ông chịu không chịu thôi, bà chịu không chịu thôi, không chịu đi chơi với người khác. Thì mình đã đẳng thức quá cái thói quen trong ứng xử tâm lý và hành động của mình như là một cái tôi bất biến, mà trên thực tế nó luôn luôn thay đổi, lúc vui thì nó khác, lúc buồn thì khác, phải không? Cái tánh khí của mình nó đâu có khi nào nó giữ nguyên đâu. Khi trúng số độc đắc á, trời nó mừng húm, mà khi mà trúng gió mua hoài không trúng số thì cho là trúng gió thì mặc buồn so buồn sọ à. Ấy thế mà mình vẫn có thói quen là đánh đồng cái cá tính đó là cái tôi. Cho nên là người hiểu được vô ngã sẽ không bao giờ rơi vào chủ nghĩa định mệnh. Chủ nghĩa định mệnh là sự hiểu lầm về nhân quả. Hiểu nhân quả là một hình học mặt phẳng, là một điều sai. Hình học mặt phẳng nghĩa là mình nhìn thấy sao thấy vậy. Ví dụ mình nói là ăn cắp một người nào đó 50 quan tiền, đề sau kiếp sau sẽ bị người khác ăn cắp lại, là mặt phẳng, tức là nó không hề có thay đổi. Trong khi đó Đức Phật nói đó, hành động của con người nó bị thay đổi theo cảm xúc và nhận thức. Lúc đầu đó, do vì không hiểu được đạo đức, cho nên bàn tay này đã ăn cắp, giết người, lừa dối. Nhưng sau đó đó, hiểu được đạo rồi
Thì bàn tay này chính là bàn tay bố thí, cúng dường, giúp đỡ, mang lại điều lành, lẽ phải cho người khác. Thì bàn tay này đã chuộc lại cái lỗi lầm mà nó đã tạo ra tội lỗi trước đây. Cho nên cái luật bù trừ và nhân quả đã làm cho cái tội ăn cắp trước đó đó nó không bị trả một cái quả xấu. Đó là nhân quả, đó là luôn luôn biến đổi theo tâm thức và nhận thức con người. Trong khi đó cái người nghĩ là cái cá tính mình sao nó là như vậy đó, sẽ chấp nhận một định mệnh và họ sẽ không bao giờ có những nỗ lực để thay thế nó. Cho nên họ không có gọi là mới cuộc đời, là mới hạnh phúc, là mới cảm xúc, là mới mối quan hệ. Điều thứ hai đó là cái chủ nghĩa mặc cảm về tội lỗi đó sẽ không có mặt ở những người hiểu được học thuyết vô ngã. Mình biết rằng là những lỗi lầm trong quá khứ đó có thể được thay đổi, thay đổi bằng chính nhận thức lỗi lầm của mình. Ý thức về một việc làm nào sai thì việc làm sai đó được tháo gỡ mấy mươi phần trăm. Vấn đề còn lại là làm mới cái sai đó bằng hành vi đối lập. Chỉ còn cái người mà không hiểu được đạo lý nhân quả đó, khi làm sai rồi bắt đầu tự trừng phạt cảm xúc mình, đi đoạt thân thể vật lý này, làm cho nó đau, nó đớn. Có khi thì họ đập đầu vào tường, vào chán, tự đấm vào cơ thể, nghĩ rằng mình đã làm tội lỗi tày trời. Và do đó sự hành hạ thân xác vật lý bây giờ cảm xúc không mang lại cho họ một đường lối giải thoát nào, mà ngược lại làm cho họ ngày càng khổ đau, mà cái nghiệp quả đã gieo trồng là không được tháo gỡ. Giá trị thứ ba của người hiểu được đạo lý vô ngã đó sẽ thoát khỏi cái chủ nghĩa công thần. Khi nhà vua đặt ra câu hỏi, nếu không có cái tôi ở trong danh xưng của một con người nào đó thì ai làm lành, ai lánh dữ, ai hưởng được quả báo tốt, thì cái bản chất học thức vô ngã là giúp cho những người làm lành lánh dữ đó không có tự hào hãnh diện về những điều mà mình đã làm tốt cho cuộc đời. Cho nên cái tôi và tâm lý đó nó không có trương sình lên. Thì lúc đó đó càng sống khiêm hạ, càng sống thoải mái, càng sống dễ gần gũi quần chúng chừng nào thì cái nhân cách và giá trị của người đó được cuộc đời đề cao chừng đó. Không khéo đó, chúng ta làm một việc lành rồi chúng ta muốn tổ quốc ghi công, muốn xã hội thừa nhận, ai cũng khen tưởng, và chúng ta đòi hỏi những cái quyền ưu tiên cho bản thân mình, vợ mình, con mình, cháu mình. Từ đó nó phát sinh ra những cái chủ nghĩa lý lịch, chủ nghĩa quyền thế, chủ nghĩa dùng miền, chủ nghĩa công tráng. Tất cả những cái đó nó tạo ra rất nhiều nỗi bất công cho xã hội. Chứ không phải là nói là hiểu học thuyết vô ngã rồi thì người ta phủ định không có người nào làm lành, không có người lắm dữ. Chúng ta vẫn thấy có một hành động làm lành lánh dữ, hành động vi phạm luật pháp do cái tâm sai lầm hay là cái tâm đúng nó con người chủ đạo. Nhưng chúng ta không rơi vào cái mặc cảm tội lỗi của việc làm xấu đã diễn ra. Chúng ta cũng không có hãnh diện tự hào quá đáng về những gì mà mình đã đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Học thuyết vô ngã đã giúp cho mình trở thành con người rất dễ thương, rất đáng kính, rất bình dân, rất dễ gần gũi. Và cái đây chính là giá trị rất là căn bản đối với những người đang học theo học thuyết vô ngã của Đạo Phật. Nói một cách khác đó, mặc dù mình hiểu vô ngã, nhưng mỗi khi mình đã làm bất kỳ một việc nào xấu rồi, nếu không có hồi tâm hướng thiện, thì chính mình phải là người tiếp nhận những hậu quả xấu xa do hành động đó mang lại. Và mình chính là người sẽ tiếp nhận được những giá trị đạo đức và thăng hoa do những hành vi tốt mà mình đã tạo ra cho cuộc đời. Mấu chốt còn thiếu vô ngã là nằm ở chỗ này. Cho nên về sau khi quý vị được người khác chất vấn rằng là không có ngã ở trong cái tôi, thì không có chủ thể hành động, không có chủ thể tiếp nhận, không có sự hành động đang diễn ra, thì hiểu như vậy đó thì đời sống đạo đức sẽ mất hết. Nó vẫn có nhưng mà mình không chấp vào. Mình vẫn biết rằng là đang có một hành động bố thí cúng dường, đang có một việc làm nghĩa cử cao thượng diễn ra, nhưng mình không để cái tôi ở trong cái đó. Cho nên làm xong rồi lòng nhẹ nhõm, không mong cầu người ta đền đáp công ơn, không mong cầu người ta phải tôn trọng hay là tưởng thưởng mình, mà mình làm như là một trách nhiệm
làm như là một cơ hội để hoàn thiện nhân cách đạo đức tốt nhất của mình. Và nếu như một người nào đó đã lỡ làm những việc làm xấu thì mình nhìn thấy được cái tiềm năng hồi thiện của họ, tạo cho họ một cơ hội để thay thế nhân cách của họ. Chứ còn nếu mình nghĩ rằng là người làm xấu sẽ vĩnh viễn là xấu mãi thì sẽ không bao giờ tạo bất kỳ một phương tiện nào để cho người đó làm mới. Cho nên học thuyết vô ngã sẽ giúp cho con người có một cái nhìn rất tích cực về sự thay đổi có ý nghĩa, mang lại hạnh phúc cho mình và cho cuộc đời. Thì cái buổi học đầu tiên kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ còn lại tất cả là 6 buổi. Thì mỗi buổi chúng ta sẽ học về một chuyên đề. Vì đây là một cái cuộc đối thoại triết học, cho nên nội dung của nó tương đối khô khan, ngôn từ sử dụng trong lý luận hay khó hiểu. Mong quý vị chịu khó về nhà đọc trước, suy nghĩ, thì chúng ta sẽ hiểu rõ vấn đề hơn. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827. Email buddhismtodayanc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.